áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Văn bản 1. Tự học, một thứ vui bổ ích. Nguyễn Hiến Lê. Tự học là cần thiết, nhưng không phải là một sự bắt buộc. Ta hoàn toàn tự do, tự chủ, nhờ vậy nó là một cái thú. Trước hết, cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng như một cuộc du lịch. Du lịch bằng trí óc. Một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân. Vì nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian. Những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông. Kể làm sao hết được những nhân vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du lịch bằng sách vở. Ta cũng được tự do, muốn đi đâu thì đi, ngừng đâu thì ngừng. Bạn thích cái xã hội ở đời đường bên Trung Quốc thì đã có những thi nhân đại tài, tả viên Dạ Minh Châu của Đường Minh Hoàng, khúc nghe thường vũ y của Dương Quý Phi cho bạn biết. Tôi thích nghiên cứu đời con kiến, con sâu. Mỗi vật là cả một thế giới huyền bí đấy, bạn ạ. Thì đã có J.H. Fabre và hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi nghe một cách hóm hỉnh hoặc thi vị. Hơn nữa, tự học quả là một phương thuốc trị bệnh âu sầu. Theo bác sĩ E. Grondeveld, người Hà Lan, những bệnh nhân nào biết đọc sách cũng mau khỏe mạnh hơn những bệnh nhân khác. Nhiều bác sĩ Anh và Pháp sau lời tuyên bố đó làm những bảng thống kê các bệnh nhân trong các bệnh viện và thừa nhận ông E. Grondeveld có lý. Khi đọc sách, ta thấy trong nỗi buồn khổ, lo lắng của người viết nỗi buồn khổ, lo lắng của ta, và ta hiểu rằng chúng ta không phải cô độc trên thế giới này. Bất kỳ ta ở một tình thế khắt khe, chua chát nào, mở sách ra là ta cũng gặp người đồng cảnh hay đồng bệnh, mà đọc họ ta thấy ấm áp lại trong lòng. Biết bao danh sĩ đã nhờ sự đọc sách, sự tự học mà khỏi chán đời. Montaigne nói, sự tiếp xúc với sách an ủi tôi trong cảnh già và cô độc. Những nỗi khổ nhờ đó mà bớt nhói. Muốn tiêu khiển, tôi chỉ có cách đọc sách. Còn Montesquieu thì nhận, tôi chưa lần nào buồn rầu đến nỗi đọc sách một giờ mà không hết buồn. Quan trọng hơn cả, tự học còn là một thú vui rất thanh nhã. Nó nâng cao tâm hồn ta lên. Ta vui vì thấy khả năng của ta đã thăng tiến và ta giúp đời nhiều hơn trước. Một thầy kỷ, một bác nông phu, bất kỳ hạng người nào nếu chịu học hỏi, tìm kiếm cũng có thể cải thiện phương pháp làm việc của mình và giảng giải những kinh nghiệm của mình cho người khác. Sau cùng, còn gì vui bằng tìm tòi và khám phá? Pasteur. Einstein, hai vợ chồng Curie và hàng trăm nhà bác học khác suốt đời nghèo nàn mà lúc nào cũng mãn nguyện hơn những vua chúa trên ngai vàng. Cả tháng, cả năm tự giam trong phòng thí nghiệm, không hề biết những tiêu khiển của người đời mà thời giờ trôi qua vẫn quá mau. Là nhờ thú tự học tìm tòi của họ. Tự học, một nhu cầu thời đại. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2007. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.